cảm giác đau hả chị? Đúng rồi, nó sẽ hơi đau cái phần kia. Chứ mình tác động trực tiếp lên da mà nó không đau là không đúng. Có cái đèn lên chị mới đúng. Tương ngắt luôn đó chạy. Tôi ngắt luôn á. Để muốn ăn Tết mặt đẹp là phải mua thuốc với mua dưỡng về sức nha. Thì đến Tết mới có mặt đẹp được, chứ không mình cứ để như này là thôi á. Dạng như chị chịu đau được. Đau thì đau nhưng mà chị nặng thì chị cứ nặng đi à.
đau đau, chị nặn là chị nặn à, chị làm gì chị ngưng. Nhưng mà em đau này nhiều bạn nhắc thấy á, các bạn phải làm nhẹ hơn liền à, mà nhẹ hơn thì nó đâu có ra mụn đâu. Vì lại sót chân nè, trời ơi cục này bà sức thuốc mà nó cứ ngắt luôn đó mà ơi. Vậy sao mà lấy đây chứ. Đấy, cục này cứ ngắt à, đổi thuốc gấp nha, trời ơi mụn. Mụn mà bấm tay không vô luôn rồi. Cho xin 5.000 gió đi. Nóng quá nóng. Hơi hơi mát mát rồi. Nó rớt xuống à? Không, mà nó dính dưỡng đồ thấy khó chịu quá. Nó có vướng cái đèn màn hình không? Không thì kệ nó. Luôn á. Mặt thì lấm nhưng mà mụn thì không ra nha. Ê, đừng có chấm cái thuốc kia nữa nha, trời ơi nó cứng luôn á. Em sờ mấy cục mụn bên của em thấy nó cứng ngắc không? À, cứng vậy là nó phải chai rồi, khi nào mà sờ nó mềm á. Hình như nó mấy cái mụn nhỏ nó có lên, mụn to nó lên nổi sao vậy? Không phải là nó không lên nổi mà nó bị chai luôn rồi. Ý là kiểu em sức xong nó xẹp dần xuống này. Nó cứng chứ không phải là đấy. Tại vì thường nếu mà mấy cái thuốc trên thị trường bán, nó sẽ bán cái thuốc để cho mình xẹp mụn á. Chứ không phải là nó gom mụn như các spa. Các spa thì sẽ làm cho mụn mình nó gom lên để đi lấy á, còn thị trường bán thì nó sẽ làm cho xẹp mụn mà. Nó đâu biết mình đi lấy hay không lấy đâu. Nó sẽ bán cho mình cái để nó xẹp mụn nhanh thì mình thấy là mình tưởng nó hết mụn. Nhưng thực chất thì nó nằm ở dưới da. Nó để lại một vết thâm thôi. Nhưng mà cái thâm đấy thì em không lấy được ra cái mụn thì nó đâu có hết thâm được. Có đi bác sĩ da liễu chưa? Chưa chị. Em bị đợt dịch đến giờ mà. Dịch được còn bị mụn nữa hả? Ý là trước đấy không bị mụn hả? Không chị. Bị mụn cái hoang mang luôn này. Vâng, nhìn mặt sợ luôn. Bị mà ai cũng chê hết trơn. Người ta đã bị mụn rồi còn chê người ta nữa hả? Chê trầm cảm. Không, nhiều bạn tiêm vaccine thì cũng bị mụn vậy đấy, nhiều lắm. Em cũng nghe nói vậy. Em tiêm acha hả? Ừ, biết mà. Acha là hay bị nhất luôn á, acha nó nóng á. Mà acha nó cũng hành nhiều nhất nữa. Tiêm không dám tiêm mũi 3. Sợ nó toang luôn hả? Ừ.
chai hết rồi bé ơi. Sao mà lấy. Coi nó không ra thì mình cũng phải tác động vô để xịt thuốc. Thực sự là nhìn cục mụn mà không biết nói gì cho phải luôn, nó chảy cái mụn mà kim đâm mà nó không vô luôn là biết rồi đó. Nhấc cái tay ra tí nhẹt bị sát mà nó không có chỗ để tay luôn á. Chai chai này của em về nó phải sưng lên nó mới ra được nha. Nó mà không sưng là hơi mệt rồi đó. Đâu rồi chị? Đâu rồi? Xuống dưới này. Đau. Đau mà cười à? Đau mà nghe cười xuống dưới đi chạy. Trời ơi. Gần xong rồi. Hả? Xong rồi hả? Gần xong, dịch lên trên đi kìa.
cục này này mới phê này. Từ từ nha chị. Lại bình tĩnh nào. À, này nào. Quay sát vào đến rồi mà tìm không thấy chị rồi là biết rồi. Cô đây, một phát nữa. Rồi. Thực lên trên này xíu nữa. Đâu đứng hát không à, người ta xì gió ra thôi mà cũng phải ngánh nữa. Con lại nha, nó sẽ sưng đấy, tại vì gần mắt đây, gần mắt này sưng hơn con bồn khác nha.